Nhà em có ai biết uống rượu không? Dạ không ạ, nhưng mà em biết uống. Anh thà ăn chay anh ở giá. Dạ. Chứ anh biểu anh ăn ăn mặn mà lấy vợ á là anh không đồng ý. Dạ. Anh ơi, vậy cho em hỏi là anh ăn chay vậy thì anh có mạnh mẽ trong chuyện đó không anh? Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Trời dễ thương quá à. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em tên Trần Văn Minh, sinh năm 1979, quê ở Đồng Tháp, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên chuyển phát nhanh công ty xuất nhập khẩu ở quận Tân Bình. Mời nhà gái. Chào em. Em tên là Ánh Huyền, em sinh năm 83, thì em ở Đức Trọng, Lâm Đồng anh. Công việc của em là em làm nhân viên thủy lợi của Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra em có nghề tay trái riêng là làm bánh ạ. Bây giờ thì em nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Minh. Dạ, điểm mạnh của em là thích hòa đồng vui vẻ, san sẻ với mọi người, biết quan tâm đến mọi người. Và em thích đam mê du lịch thể thao, bóng đá hay là đánh cầu lông, chạy bộ. Và đặc biệt đó là em ăn chơi trường. Ăn chơi trường hồi nhỏ tới giờ. Thế hả? Dạ. Quá hay nha. Em tự lập mà sống hồi nhỏ là em biết nấu ăn nè. Dùng nội trợ, biết nút giật đồ gì em làm được hết. Nên cuộc sống em tự lập thành ra giờ nó quen rồi. Nhưng mà lý do sao ăn chơi trường từ nhỏ vậy Minh? Dạ, hồi đó thì em chỉ mà là mới bắt đầu ăn thôi. Nhà nghèo không có gì hết, cái em ăn thêm muốn nó quên chua. Ăn đâu từng đẩy 10 ngày thấy mẹ em ăn trước rồi, cái em ăn theo. Ăn theo cái quen tới khoảng em 15, 16 tuổi á. Cái em hiểu được ăn chay như thế nào đó. Cái em mới phát nguyện là từ đó về sau là em ăn chay luôn. Như vậy là quá à, mọi người. Cái tâm hồn này là trong veo luôn á nha. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em rất là linh hoạt với lại có cái tính sáng tạo. Bởi vì em công việc của em là làm bánh cho nên là đòi hỏi có cái sự khéo léo. Còn điểm yếu của em là em lười suy nghĩ á. Có nghĩa là nhiều lúc mà cần tính toán hay là gì thì còn phải phụ thuộc vào máy tính. Tiếp nữa là quá nhạy cảm. Và tiếp theo nữa là nhiều lúc làm nhiều việc cùng một lúc cho nên là em hay bị thiếu tập trung. Cho nên có những lúc nướng bánh cũng bị cháy. Không sao cả. Không sao sao được. Kinh doanh mà nó cháy hoài là ế luôn hả chứ. Lâu lâu thôi. Lỗ luôn á. Cùng quan điểm với em đó, công việc nhiều thì em cũng hơi bị quên như vậy. Anh chứ em chưa người ta mượn tiền á, mà người ta mới trả em á, mà em còn không nhớ. Vậy đó hả? Không nhớ luôn á, người ta nói ủa cho mượn hồi nào, cái người đó nhắc lại ngày đó tháng đó đó có cho mượn. Nhớ là mới nhớ chứ không ấy là em cũng quên mất tiền. Thì em ngược với anh mượn tiền em mới quên, còn nếu ai mượn anh nhớ. Không lạ vậy. Anh đây anh khôn như anh để giúp quê em nhiều lắm nha. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Dạ em thật ra em là single mom, em có một bé gái năm nay là học lớp 2. Còn sau khi mà chia tay rồi thì em cũng tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà cảm thấy nó không có phù hợp. Với lại mình cần tìm một người yêu thương con mình. Mình thấy sao Minh? Vấn đề có con thì không vấn đề, miễn là hợp hai người đến với nhau mà quan tâm cuộc sống, chia sẻ hạnh phúc. Đó là một điều quan trọng nhất. Nếu như hai người thương nhau, em lấy về thì em có thương cái người con của người phụ nữ bên kia không? Dạ thương chứ, nếu như mình mà thương mẹ mình phải thương con chứ đâu phải mà mình thương mẹ mà không thương con. Rồi hay quá. Còn Minh thì đường tình duyên sao? Dạ đường tình duyên của em á thì có một mối tình duy nhất. Tức là quen của Nam á, em đến nhà của người bạn gái đó chơi, quê Bạc Liêu. Nhưng mà em nói là em không biết uống rượu. Nhưng mà Tết năm đó xuống cái gia đình này bên kia là em xin phép là uống một ly rượu thôi. Là chung với gia đình hết tất cả. Nhưng mà gia đình bên đó cứ ép em uống hoài, em xin từ chối. Thành ra bắt bẻ em và nói không tôn trọng. Thành ra cái em về cái bạn gái nói gia đình không chịu thôi, chia tay. Trời ơi thấy thương không? Trời ơi, rồi chia tay là tới giờ là không có quen ai luôn á hả? Không có tìm hiểu ai luôn hả? Chia tay tới giờ luôn á. Tới giờ luôn đó. Dạ. Nhà em có ai biết uống rượu không? Dạ không ạ, nhưng mà em biết uống. Ví dụ em đi với bạn trai mà đi với mấy bạn em muốn chung rồi bạn trai không muốn rồi mấy thằng bạn nó chê nó trời ơi bồ mày như con gái không biết uống rượu rồi em có buồn không? Không anh, bình thường anh. Nói thẳng ra nếu em dễ vợ
em lo cho vợ rồi lo thêm cho đứa con nữa, rồi mai mốt mình đẻ thêm đứa con nữa thì mình có đủ sức không? Với khả năng kinh tế thì em làm hiện tại giờ lương tháng 15 triệu, nhưng mà em hà tiện rặn thì nó cũng dư. Như vậy là được rồi đúng không quý vị? Chúng ta đâu có cần cái gì ngoài cái tinh thần đâu đúng không? Khi mà một cái gia đình mà cái tinh thần tốt ổn định là có tiền thôi, đơn giản thôi. Tôi cho bà mối nghe hết luôn đó. Đằng nhà trai tôi thiệt tình lắm, có sao đúng nói rồi, vậy cho nên tự nhiên mình có cảm giác mình rất là quý cái anh chàng này á. Bây giờ là chưa có gia đình rồi còn xài này xài nọ, có gia đình nó sẽ tiết kiệm lại nghĩ rồi xài luôn á. Mình ăn chay lâu quá mà mình cũng không có quen ai hết rồi, bây giờ mình có cần phải có một cái tiêu chí gì không? Tiêu chí thì nhưng mà cao 1m50 trở lên được rồi, vậy mà khuôn mặt dễ nhìn được rồi. Dư, mình nói là dư rồi. Dạ. Hai cái đó là quá dư rồi. Quan niệm của em ha, là lấy vợ là phải lo cho vợ được hạnh phúc thì em mới lấy vợ đó. Còn nếu lấy vợ mà không lo cho được vợ hạnh phúc á thì em ở vậy. Vậy thấy chưa? Trời ơi. Tôi nói cho người đàn ông này tôi tin tưởng lắm. Rất được luôn. Lời nói rất là tin nha. Cái gì em hứa được thì em làm được. Thà em không hứa em không nói. Chứ em hứa em nói ra mắc lời, mắc uy tín lắm. Em không thích điều đó. Dễ thương quá. Được chưa? Không còn gì để hỏi nữa. Nãy giờ mình nghe bên kia tâm sự mình thấy còn nhà gái có cái bảo mình ý tưởng nào không? Nói chung là em thấy anh bên đó cũng hiền lành. Bởi vì thực chất là những người ăn chay thì cái tâm thiện á, thì em rất là thích cái điều đó. Anh ơi, cho em hỏi là lý do năm nay anh 79 tuổi rồi. 79 tuổi rồi. Mà sao sinh năm 79 em ơi. Sinh năm 79 em xin lỗi. Năm nay anh sinh năm 79 mà sao tới giờ anh vẫn chưa lấy vợ đó anh? À, lý do gì anh ăn chay? Dạ. Lúc ở nhà thì nói chung cũng có nhiều người để mà anh tiến tới hôn nhân lắm. Dạ. Nhưng mà vì ăn chay đó mà người ta không có gả cháu cho mình. Dạ. Là nói là ăn chay cái tư tưởng không có lo kinh tế được. Dạ. Thứ nhất, thứ hai về không có lo chăm sóc cho cháu người ta. Dạ. Cũng như gia đình nói chung là giàu có lắm nhưng mà anh từ chối, anh nói thiệt là anh thà ăn chay anh ở giá. Dạ. Chứ anh biểu anh ăn mặn mà lấy vợ á là anh không đồng ý. Dạ. Anh ơi, vậy cho em hỏi là anh ăn chay vậy thì anh có mạnh mẽ trong chuyện đó không anh? Anh có mạnh mẽ trong chuyện đó không anh? nói chung với sức khỏe anh bình thường, anh vận động thể thao việc nặng gì anh làm được hết, nhưng mà cái chuyện đó là không có quan trọng em ơi. Dạ. Quan trọng chứ sao không quan trọng? Sức khỏe em đầy đủ, em tự tin mà. Sức khỏe là một chuyện nhưng mà lâu quá mình không xài mà mình nhiều khi mình quên luôn rồi sao? Làm gì quên được, cái bản năng tự nhiên mà. Không nghe một câu hả? Ăn chay chứ ngủ mặn chứ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà có, nói chung là hồi đó giờ có... Từ hồi chia tay tới giờ chia tay giờ là có tình cảm với con gái, có cảm xúc gì? Nói chung ra đường nhìn những phái nữ mà đẹp á, em cũng hít mê lắm. Thì ước gì mình cứ được người đó cũng hạnh phúc. Mình cũng hít âm hồn, cũng hít mà. Cũng còn cảm cũng giác còn không? Cảm giác. Sợ lâu đó. Quá rồi đó. Cái nó tiêu hao năng lượng đó. Sợ vậy thôi. Quên rồi, nãy giờ không có cái gì mình sợ. Mình đây hỏi một cái mình phải sực nhớ đó. Đúng. Cái đó là yên tâm. Yên tâm đúng không? Sức khỏe mà. Rồi mở ra cho hỏi rõ hơn nữa. Đúng rồi. Rồi bây giờ hôm nay Minh đi với ai? Dạ, đến chương trình hôm nay á, anh đi có một mình. Rồi, mình yên tâm. Dạ. Có gì anh phụ cho ha. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi với người thân của em đang ngồi dưới ạ. Dạ. Anh chào các chị ạ. Dạ em cũng chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh, chào Ngọc Lan. Em thấy cái bạn này cũng rất là dễ thương, nhìn rất là chân thành, cái kiểu là người sẽ quan tâm đến gia đình á. Thì cũng mong là nếu như hai bạn hợp thì hãy đến với nhau ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mình mở rào nha. Dạ. Làm sao mình chứng minh được bản lĩnh đàn ông ha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh có món quà để tặng em. Dạ. Đây là cái màu hồng. Anh mong rằng cuộc sống sau này tình yêu của anh và em và cuộc sống sau này sẽ được màu hồng gì. Dạ em cảm ơn. Đây là bánh em tự làm cho nên là em mang xuống tặng anh. Dạ. Dạ.
Cái đó ăn chay được nha. Dạ đúng bánh rồi. Ăn chay được nha. Ăn chay được ạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu và hạnh phúc gia đình? Dạ, em cũng đã từng lập gia đình rồi. Em mong muốn có một mái ấm bình yên, hạnh phúc và một người chồng chân thành với mình. Nếu nhiều nói là yêu tới nhau á mà không hiểu nhau thì không gọi là yêu. Dạ. Chứ hết đó là mình hiểu nhau mình mới yêu nhau thôi. Mình dạ. mới đi đến là gia đình và hạnh phúc. Dạ. Nhưng mong rằng là chương trình hôm nay là có duyên để anh với em gặp nhau. Dạ. Thứ hai là em mong rằng có cơ hội để mà mình đi tiếp cùng dịch đường dài nữa. Dạ. Đó. Em hỏi dù nãy đi. Hỏi cái vụ đó đi. Hỏi vụ đó. Chứng minh được cho mình tin tưởng vụ đó. Anh cho em hỏi anh có thích lên đỉnh không? Em thì rất là thích lên đỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì em ở miền núi, em hay leo núi lắm. Em là chuyên gia leo núi. Mà mỗi lần leo là em sẽ check in những cái điểm mà gọi là cao nhất. Và em hay leo cung Tây Bắc. Mà thường thường em đi leo núi là em lên đỉnh một mình. Cho nên là hy vọng là nếu mà kiếm được một người để cùng lên đỉnh với mình thì càng tốt. Đúng rồi, đi lên đỉnh là phải lên hai người chứ lên đỉnh mà em có nhớ một mình với anh. Anh nói chung là lên đỉnh thì nói chung 5 lần lên đỉnh à. Nhưng anh đi một mình, đi lên núi Tây Ninh nè. Núi Bà Đen đó, núi Ông Cấm nè. Núi đó thấp, em leo độ cao 2.900 mấy mét luôn. Em leo Tả Liên Sơn nè, leo sông Nho Quế nè. Em nói chung là em đam mê du lịch. Nhưng mà em chơi mấy môn thể thao leo núi là chính. Cũng sở thích với anh luôn. Dạ. Nhưng mà mong rằng mai mốt sau này là được một người bạn như em, anh với em đi lên đỉnh được. Được. Tí. Một mình anh lên đỉnh thì nói chung là buồn lắm. Dạ. Rồi à. Nói rồi, đi lên đỉnh nó phải lên hai mình. Ví dụ như em không xuống thành phố Hồ Chí Minh thì anh có thể lên trên Lâm Đồng lập nghiệp được không? Cuộc sống ở đâu mình sinh sống được, kinh tế mình đi lên làm được. Dạ. Thì anh vẫn ở đó. Dạ. Chứ không quan niệm là ở đâu hết, làm ra tiền anh ở đó. Dạ. Chứ ví dụ như lên Đà Lạt làm không ra tiền á. Dạ. Thì mình cũng sống đâu được đâu. Dạ. Vấn đề chỗ nào, thí dụ nha, bên đàn trai đặt lại vấn đề, nếu như bây giờ đàn trai lên đó làm được công việc gì để có tiền theo em? Anh lên đó anh ship bánh cho em. Ok, nhưng mà nói em, cái cực khổ anh không có sợ, anh sợ cái thất nghiệp thôi. Đúng yeah. rồi. Công việc thì công việc khó cực cỡ nào anh làm được hết. Yeah. Nhưng mà sợ thất nghiệp làm không có tiền thôi. Đó. Đang trải cuộc sống. Đó. Vậy anh cho em hỏi là hiện tại anh còn ba mẹ không? À, anh còn ba mẹ đầy đủ. Dạ, ba mẹ thì đang ở dưới Đồng Tháp. Đúng rồi. Dạ. Lâu lâu thì anh về thăm. Thường thường á là thứ bảy, cuối thứ bảy á là anh về quê, chịu nhược anh lên. Dạ. Tại vì anh với quê anh đang trồng là 200 cây dừa. Dạ. Với 100 cây mít, cây ăn trái nhiều lắm. Dạ. Hôm nay có duyên anh có dịp anh mời em về quê anh uống dừa. Rồi dạ. ăn trái cây ăn mít luôn. Uống dừa ăn mít. Ăn mít. Đau bụng đó. Hai cái đó mà chơi cùng lúc là dễ mệt lắm á. À, sáng mình ăn mít, cái chiều tối mình uống dừa. Dạ. Là còn mệt dữ nữa. Đúng bánh của em á, ở trong đó là bánh mì nho dừa anh. Là em phải nhập dừa về em làm. Anh đợi, anh nhìn ra anh coi 200 cây dừa luôn. Ngon. Cô mốt anh cung ứng dừa cho em. Mít với dừa, đó. Mít với dừa, thấy không? Dạ. Mít dừa khỏi lo. Có 200 cây dừa với 100 cây mít. Rồi, ở đây có bánh, hai bên hùng. Hùng xong rồi kiếm đứa nữa, thấy không? Mình hùng chung. Đứa hùng, đứa hùng chung góp vốn lại. Đúng dạ, rồi. Dạ, đúng rồi anh. Bây giờ hai người bước nhau đấm tay cái coi. Hả? Trời, coi bộ hơi cao hơn. Đây nè, Minh là 1m55. Dạ. Em là 1m53 đúng không? Dạ. Tại vì em mang giày cao. Mang quốc đi, mang quốc chi vậy? Nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Ôm thử cái, ôm cái coi. Ôm cái coi. Chị cho phép anh ôm cái. Dạ. Đó. Ôm chặt vô coi. Để nguyên, để nguyên, để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Ai ăn bánh mít dừa không? Hai người chịu nhau không? Em quan trọng là em gái nè. Dạ. Hả? Em thích. Nói chung là còn em nói luôn mình lớn rồi. Em chịu không? Chị còn đắn đo cái gì? Nói chung là em chưa đi xa được á. Anh chấp nhận anh lên mà. Em thấy sao? Giờ chịu hay không à? Nói một đường cho xong nè. 3, 2, 1. Anh lên Đà Lạt. Nếu có cơ hội.
Em. Dạ. Em chịu không? Nói chung là em sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rất là hiếm luôn. Vậy bây giờ em bỏ dép luôn nha. Đi là bằng anh coi thử như thế nào. Rồi mọi người thấy là hai đứa có hợp không? Bây giờ nè, cái cặp này là nó sẽ diễn ra khác luôn. Bây giờ tôi với Ngọc Lan đứng đây cầm cái nút sẵn. Hai người ôm nhau, quay qua cô gái nói bấm là tôi bấm. Vậy thôi. Nào, ôm lại Minh. Dạ, em đồng ý. Thì nào tôi nói buông hay buông nha. Dạ. Nào, quyết định của em gái. Em nói bấm là tôi bấm đó. Một, hai, bấm không? Ok. Tuyệt vời, anh thấy hợp lý đó. Thật ra rất là nhiều cảm xúc của tụi anh với cặp đôi ngày hôm nay. Có những cặp đôi tụi anh thấy không được rồi thôi, không làm phiền lòng nhau cả. Nhưng hôm nay nó rất là hợp lý, hợp tình, hợp duyên. Dạ. Được không em gái? Ảnh là 79, em là 83, là hợi mèo mùi tam hạp đó. Tam hạp đúng không? Rồi, vậy đi. Thôi, như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò, còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai thôi. Xin mời. Thật ra em chưa có mối tình rất lâu, còn như một trang giấy trắng vậy ạ. Như một trang giấy trắng. Cao. Cao chứ mấy. Cao to. Hết đẹp trai. Dạ, được ạ. Giám đốc. Dạ, quá ngon luôn á, dạ, quá ngon luôn á. Quá ngon luôn, rồi. Nhưng mà độc đoán là theo kiểu là người ta góp ý thì em cũng không nghe. Sai em vẫn làm thì phải là anh thấy nếm sửa. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào mọi người trong trường quay, chào hai MC và bạn chơi kế bên. Em tên là Nguyễn Quái Hùng, sinh năm 1993, 28 tuổi. Mình tới từ Nghệ An, đã vào Đồng Nai sinh sống và làm việc được 10 năm. Hiện đang làm là thiết kế xây dựng. Ở Đồng Nai với ai? Trước đây thì em ở cùng với chị gái, nhưng mà giờ em có nhà riêng ạ. Nhà riêng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thì đến phần giới thiệu của nhà gái. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào khán giả, xin chào Quỳnh Linh và xin chào bạn bên kia. Em tên là Xuân Mai, em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng. Thì em quê ở Đắk Nông nhưng mà em đã sinh sống và làm việc ở trong Sài Gòn chắc cũng được gần 10 năm rồi. Hiện tại thì mình ở quận mấy? Dạ, em đang ở Bình Thạnh ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Mai là gì Mai? Em là điểm mạnh của em thì có vẻ như là em là một người tính cách rất là trẻ con, nên là thành ra mỗi mọi người xung quanh nghĩ gì thì em sẽ không quan tâm lắm. Còn điểm yếu thì có nghĩa là chắc cũng như vậy, tại vì em không quan tâm đến cảm xúc của mọi người, nên là thành ra nên là em cũng hơi kiểu dạ đúng rồi. Nên là em không có tình ý lắm trong cái việc mà giao tiếp hay là nói chuyện với người khác. Dạ, em hy vọng là bạn ấy sẽ chịu đựng được em. Rồi còn điểm mạnh điểm yếu của nhà bên kia thì sao nè? Điểm mạnh của em thì em có thể giao tiếp với mọi lứa tuổi, vì là tính chất công việc của em thì độ tuổi từ 20 đến 80 thì mình đã gặp hết rồi, nên là với mọi giới tính luôn á thì giao tiếp mà khá tự tin. Nhưng hôm nay tài lên chương trình thì hơi rúng. Em biết nấu ăn, vì là tự lập là khoảng 10 năm rồi, nên là gần như là mình phải làm hết mọi việc trong gia đình á. Hiện nay công ty của em đó là công ty riêng của em luôn hả? Dạ vâng ạ, em tháng 1 nay công ty mới bắt đầu hoạt động ạ. Ừ. Dạ. Công ty là ai làm giám đốc? Em ạ. Dạ. Rồi chúc mừng luôn chàng giám đốc luôn. Em muốn hỏi bạn nam bên kia là bên đất có cần kế toán không ạ? Hiện đang cần một kế toán để làm báo cáo thuế ạ. Em có thể apply không ạ? Rồi, rất là trời. Tôi đang có một cái cảm giác là sinh ra là dành cho nhau hay sao á. Dạ. Chào em. Chào chị ạ.
Tại vì đây là một cô gái có một cái tính rất là trẻ con, rất là thích nhõng nhẽo mà rất là thiếu cái sự quan tâm tới người khác, thiếu cái sự tinh tế. Còn đây lại là một cái người làm một cái công việc mà phải chiều khách hàng, và về là chiều cô này là dễ nè. Đó, là hợp nhau lắm đó, hỗ trợ cho nhau ha. Bây giờ tình trường mình sao? Trước giờ em quen được 3 mối tình ạ. Một mối tình đầu tiên là hồi sinh viên, quen được 2 năm. Còn sau đó là quen 1 năm đó. Một là để mình ở nhà để xây dựng nhà cửa, hai là để tạo dựng công việc cho chắc chắn hơn. Thì 2 năm nay gần đây là chưa quen được ai để tiền tới được việc quen và hôn nhân. Rồi còn tình trường của mình sao cưng? Thật ra em chưa có mối tình rất lâu. Chưa có luôn hả? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, em vẫn còn như một trang giấy trắng vậy. Như một trang giấy trắng. Hay quá. Là để em chờ anh đã bên đó viết tên lên. Đó vậy thôi còn gì bàn cãi nữa. Nhưng mà có điều có một cái là chưa có quen ai hết thì sẽ là bị thiếu kinh nghiệm yêu đương đó nha. Mình dạy từ từ cũng được ạ. À, đó. Chào nhà gái. Dạ, chào chú Quyên lên ạ. Chú còn là nhìn duyên quá. Dễ thương quá. Nhưng mà sao lý do cũng dễ thương vậy mà chưa có người yêu nhờ? Dạ, em cũng thắc mắc vậy nhưng mà cũng không hiểu tại sao. Có ai chọc ghẹo gì không? Dạ, cũng có. Nhưng mà đó là đồng nghiệp ạ. Người cùng quan điểm phải người như thế nào? Tiêu chí ra sao? Mình nói thử xem. Dạ, thật ra thì em chỉ cần một người mà có thể nghe em nói hàng ngày. Chiều em khi nào em nóng tính hay là nhõng nhẽo, tức là bạn ấy phải trưởng thành để có thể cho em cái cảm giác là ở tận đó có chín chắn mà nó đủ lý trí để có thể suy nghĩ cho em hoặc là suy nghĩ cho các mọi hoàn cảnh để có thể thông cảm cho em được hết. Giám đốc lo cho nguyên một công ty luôn. Cái đó để em phải hỏi thêm mấy câu nữa. Có cần ngoại hình như thế nào không? Dạ em hy vọng là bạn ấy cao thêm một xíu tại vì bản thân em là hơi lùn. Cao. Dạ, cao trên mét. Cao to. Mét đẹp to. Trai. Dạ được ạ. Giám đốc. Dạ quá ngon luôn á. Dạ quá ngon luôn á. Quá ngon luôn rồi. Ai, còn tiêu chí của Hùng sao Hùng? Em sống bằng chữ hiệu thôi. Bàn đối xử vì người lớn tuổi nó tốt là được. Vậy thôi hả? Dạ. Còn là việc nhà thì em làm được nên là bạn không cần phải làm nhiều quá. Bạn mới kỳ dễ thương đó. Em gái đi chung với ai cưng? Dạ em đi chung với bạn thân của em ạ. Dạ con chào chú Quỳnh Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Trang ạ. Em là bạn thân từ cấp 3 của Mai. Bạn em thì tính tình cũng hơi trẻ con. Và anh thì cũng có thể là bù đắp lại được cho bạn em ạ. Có thể chia sẻ được cho bạn em. Bạn em có thích con trai không? Dạ có. Có sao tới giờ không thấy ai chứ nhỉ? Dạ em cũng là Mai rồi ạ. Chứ nhưng mà tại vì có vẻ là chưa hợp với bạn em á. Dạ mong là hôm nay thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để có thể sau này sẽ về chung một nhà. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn em. Hùng đi với ai? Dạ, tại tình hình dịch bệnh thì ba mẹ em đang ở ngoài quê. Mà bạn bè thì hôm nay đi làm bận quá nên là... Rồi, thôi được rồi. Thì ai lấy được. Yên tâm, cứ mở rào hai bên trò chuyện đi. Dạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp nha. Dạ vâng. Mở rào đi chứ bên đây bà mối bà cũng nôn lắm. Mở rào. Chào anh. Chào em. Thì hôm nay thì tới với chương trình gấp gáp quá nên là anh chưa chuẩn bị được món quà mang tới được cho em. Dạ không sao, anh có thể bù đắp cho em được. Nhưng mà món quà thì cả ngôi nhà hạnh phúc thì anh đừng để chờ sẵn ở nhà thôi. Ok, em tặng anh. Tại vì em không nghĩ là làm giám đốc nhưng mà vô tình thì em lại anh có thể khui. À, cái này. Để vì món quà em. Anh sẽ bù đắp cho em sau. Mình mở quà ra xem bạn gái tặng mình cái gì. Một cuốn sổ phù hợp với công việc. Của anh. Em muốn hỏi trước, tại vì tức là em muốn hỏi anh là tại vì em á là một con người rất là trẻ con, nhưng mà anh nếu mà anh chịu được cái tính cách đó của em thì rất là ok. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là tuy em tính tình trẻ con nhưng đôi lúc thì em rất là tính cách rất là độc đoán với lại rất là cộc tính, thì anh có thể chịu được không? Thêm một cái nữa là tại tính cách của em thì hay làm việc theo cảm tính. Và đôi khi thì tại vì em là một người thiên về tâm lý nhiều hơn. Tức là em sẽ làm việc theo kiểu em cảm thấy ở mặc dù cái đó nó sai nhưng mà em cảm thấy nó đúng. Thì em vẫn cho là nó đúng. Mặc dù cái gì như anh nó nói ở cái đó nó sai nhưng mà em vẫn cho nó đúng thì anh có thể chịu đựng được không? Tại vì đó là tính cách của con gái rồi. Nên là em nghĩ anh có thể hiểu. Nói chung là anh dẫn xây dựng nên là hơi cứng rắn. Nhưng mà đến mà khi mà anh đã đua là anh đua nháy luôn á.
Là anh chọc, nhiều lúc anh có thể chọc được cho em khóc rồi anh quay lại anh dỗ. Nhưng mà em độc đoán á, nếu mà em quyết đoán là điều tốt, nhưng mà độc đoán là theo kiểu là người ta góp ý thì em cũng không nghe, sai em vẫn làm thì cái đó anh thấy nên sửa. Nhưng mà sửa sao? Vì vậy anh có giải thích cho em sửa không, hay là anh kêu là sai rồi phải sửa, hay là anh phải giải thích ra cho em? Tất nhiên là anh sẽ phân tích được cho em, nhưng mà quan trọng là em có nghe hay không, hay là em giữ cái... Thế thì anh phải làm sao để cho em nghe chứ? Thôi cái này thì cũng có thể cần thời gian để tìm hiểu. Nếu mà quen em thì anh sẽ ít thời gian để lên Sài Gòn. Em xuống được. Em xuống thì giờ nào anh cũng tiếp em được, vì là gần như là anh làm việc tại nhà, em nấu ăn giỏi. Dạ em chỉ nấu được những cái món tối thiểu để tồn tại thôi. Thì anh cũng muốn là sẽ có một ngày hai người gọi là thử đo với nhau một cái. Anh thì anh còn tự tin khả năng nấu ăn của anh, thì thử lại coi ai nấu ngon hơn. Không, em sẽ không làm anh thất vọng. Em đang có định hướng là ở đây, ở Sài Gòn. Thì giờ anh lỡ xây nhà ở Đồng Nai, thôi. Là anh có nhà, có xe, có đầy đủ hết. Anh chuẩn bị được đầy đủ hả? Chỉ thiếu mỗi cô dâu thôi. Em về. Nhưng mà quan trọng là anh phải làm sao đó cho em muốn về đó. Không, vì là anh suy nghĩ là bố mẹ bên nào thì cũng như nhau thôi. Có thể mình ở chung với... ở nhà đó em về thì cũng là của em thôi. Thì như kiểu ở chung với bố mẹ anh thì cũng giống như kiểu ở chung với bố mẹ em. Nên là đối với anh thì bố mẹ anh sẽ có thời những lúc thì sẽ vào ở chung, nhưng mà gần như là sẽ về quê. Chị thấy tương lai của em là hơi cực khổ rồi đó. Dạ. Thật ra anh thấy cô gái bên kia nói thì thôi, chứ nếu mà đã để cho cô ấy yêu mình rồi đó thì cô ấy rất là chung thủy. Dạ. Em trai lại đứng nắm tay em gái. Hai tay nắm hai tay. Đó, nhìn vào mắt nhau. À, anh còn muốn là hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Thì còn là chuyện mà hôn nhân thì mình sẽ cố gắng, chứ không chuyện này cũng không ai là hứa trước được. Công ty thì có một người bảo có thuế đỡ vì đi thuê ngoài. Sao anh nghĩ em có thể làm sếp, vợ sếp nhỉ? Có thể làm nhân viên của anh nhỉ? Có dịp mà mời em xuống Đồng Nai chơi thì anh sẽ hát tặng riêng cho em. Em có vẫn có yêu cầu nên anh phải lên chở em xuống. Thì tùy em, lúc đó thì tùy vào thời gian của hai người tự sắp xếp. Không, mình đàn ông thời gian đầu mình phải chăm đi xuống Sài Gòn mình thăm ta em ơi. Bây giờ bạn gái sẽ đàn cho em nghe một bài nào đó để mình cảm nhận nhiều hơn về cô gái này. Tôi thấy chưa đàn mà chàng trai bên kia nhìn có bộ đắm đuối dữ lắm á. Dạ, thật ra em thấy đàn cái này thì mọi người con gái đàn đều đẹp lắm. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu thấy đúng, tim mình gọi là đập theo tiếng đập của người đối diện thì bấm ngay. Một. Hai bạn bấm mà chưa kịp đếm luôn. Đúng rồi. Em không biết là gì. Như thế chúng ta thấy được rằng là bắt đầu có tình cảm, nó xuất phát từ trái tim của hai con người đang đứng ở đây. Hãy nắm tay nhau, chúng ta bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Dạ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK
30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Nào, hãy nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất để tìm ra được đáp án của tình yêu. Dạ vâng. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn em. À, tình yêu nó cũng đôi khi nó có thẹn thùng như thế, có sự nhút nhát như thế, đáng yêu như thế. À, chứ không phải cần vội vàng hay là nhanh nhẹn đâu, đúng không? Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt. Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Thị Ánh Huyền, mình đến từ thành phố Lâm Đồng, Đà Lạt. Thì hôm nay mình đến đây ghi hình để mong muốn kiếm được một người bạn trai tâm đầu ý hợp. Cảm xúc của mình thì vừa hồi hộp vừa vui, hy vọng là sẽ kiếm được bạn trai như ý. Thật ra nếu mà để đặt lý tưởng thì nó nhiều lắm, mình không có thể đòi hỏi được, nhưng mà quan trọng là phải hợp nhau, hiểu nhau. Và thứ nhất là chân thành, không mập quá, không hút thuốc, vui vẻ hòa đồng. Điểm mạnh của em là thích hòa đồng vui vẻ, san sẻ với mọi người, biết quan tâm đến mọi người. Và em thích đam mê du lịch thể thao, bóng đá hay là đánh cầu lông, chạy bộ. Và đặc biệt đó là em ăn chơi trường, ăn chơi trường hồi nhỏ tới giờ. Nói chung là em thấy anh bên đó cũng hiền lành, bởi vì thực chất là những người ăn chơi thì cái tâm thiện á, thì em rất là thích cái điều đó. Xin chào chương trình. Mình tên là Trần Văn Minh, sinh năm 1979. Nay đến chương trình để quay bạn muốn hẹn hò. Mình muốn mong đến chương trình để tìm một người để về sống chung. Mấy lâu qua cũng buồn cô quạnh lắm rồi. Mong chương trình giúp đỡ cho mình được cuộc hẹn hò thành công tốt đẹp. Mà mình mong rằng gặp mình được một bạn nữ thật vừa ý. Người phụ nữ hiền, biết chia sẻ, quan tâm mọi người. Mà lâu quá mình cũng không có quen ai hết rồi, bây giờ mình có cần phải có một cái tiêu chí gì không? Tiêu chí thì nhưng mà cao 1m50 trở lên được rồi, vậy mà khuôn mặt dễ nhìn được rồi. Dư, mình nói là dư rồi. Dạ. Hai cái đó là quá dư rồi. Mình có mua một món quà, đó là cái gấu hình trái tim. Trái tim màu hồng này sẽ cuộc sống mình sau này sẽ được màu hồng. Và nếu được về chung với nhà là mình sẽ được màu hồng cuộc sống mãi mãi. Hai người chịu nhau không? Quan trọng là em gái nè. Dạ. Hả? Em thích. Nói chung là... Còn em? Tối lưu mình lớn rồi. Em chịu không? Chị còn đắn đo cái gì? Nói chung là em chưa đi xa được á. Anh chấp nhận anh lên mà. Anh thấy sao? Giờ chịu hay không à? Nói một đường cho xong nè. 3, 2, 1. Anh lên Đà Lạt. Khi nếu có cơ hội. Em? Dạ. Em chịu không? Bây giờ anh bỏ dép luôn nha. Bây giờ nè, cái cặp này là nó sẽ diễn ra khác luôn. Bây giờ tôi với Ngọc Lan đứng đây cầm cái nút sẵn, hai người ôm nhau quay qua cô gái nói bấm là tôi bấm vậy thôi. Dạ, em đồng ý. Thì nào tôi nói buông hay buông nha. Dạ. Nào, quyết định của em gái. Em nói bấm là tôi bấm đó. 1, 2. Bấm không? Ok. Hôm nay đến chương trình rất là vui khi được hẹn hò với bạn gái, nhưng mà cả hai đều được đồng ý thì bấm nút, thì đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Mình cũng rất là vui nhưng mà cũng có phần hồi hộp nữa. Hy vọng là anh sẽ đối xử tốt với mình.
ảnh là một người chân thành, cởi mở để nói chuyện với mình á. Nhìn lần đầu tiên là thấy cũng có cảm tình liền. Thành ra mình nói thật lòng, không có gì sai dối cả. Thành ra mình rất mến bạn này. Đến chương trình này rồi sẽ dùng là anh với em sẽ mình sẽ tìm hiểu hợp và có thời gian mình sẽ đi đến hôn nhân gần nhất. Dạ, xin chào, mình tên là Xuân Mai, hiện nay mình 26 tuổi. Hiện nay thì mình đang làm việc và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của mình đó là công việc về văn phòng. Thì mục đích mình đăng ký chương trình ảnh hẹn hò này thì mình có thể chương trình có thể lưu duyên cho mình từ một bạn nam mà phù hợp. Hiện đang làm là thiết kế xây dựng. Ở Đồng Nai với ai? Trước đây thì em ở cùng với chị gái, nhưng mà giờ em có nhà riêng ạ. Nhà riêng luôn? Dạ. Lúc mà nhận được sự đồng ý tham gia thì em rất là vui. Nhưng mà sau khi đến đây thì em rất là hồi hộp, thì không biết là bạn nam bên kia có đúng như cái em mong đợi hay là đúng có những tính cách mà em có thể mong chờ được một người đàn ông không? Em biết nấu ăn vì là tự lập là khoảng 10 năm rồi, nên là gần như là mình phải làm hết mọi việc trong gia đình. Thì nay công ty của em đó là công ty riêng của em luôn hả? Dạ vâng ạ. Em tháng 1 nay công ty mới bắt đầu hoạt động ạ. Dạ. Công ty đại là giám đốc? Em ạ. Em muốn hỏi bạn nam bên kia là bên đó có cần kế toán không ạ? Hiện đang cần một kế toán để làm báo cáo thuế ạ. Em có thể apply không ạ? Hôm nay thì các bạn này, mình là một người rất là tính tình với trẻ con và rất hay nói nhiều. Thì đấy là mình mong muốn là một bạn nam đó có một có cảm xúc đó là có thể được chia sẻ, hoặc là bạn có thể lắng nghe, hoặc là tính có thể chịu đựng những tính cách kiểu như theo là việc hơi theo cảm tính của mình. Thì đó là mình vẫn thấy là rất là cảm ơn chương trình luôn ạ. Mình có chuẩn bị một món quà nhỏ. Đó là mình đang chuẩn bị một cuộn sổ bằng bịch tấm thịt, thì mình hy vọng là bạn nam ấy sẽ thích. Mình hy vọng là anh ấy có thể được chiều chuộng, có thể chiều chuộng mình, và có thể đến lúc ghi hình thì mình hy vọng là anh ấy cũng có thể làm cho mình cảm thấy mỗi lần gặp đầu tiên đã cảm thấy thích rồi. Tôi tên là Nguyễn Quỳnh Hồng, sinh năm 1993, quê quán là ở Nghệ An. Tôi đã vào Đồng Nai sinh sống và làm việc được hơn 10 năm. Hôm nay thì thật sự mình chưa chuẩn bị được chú đạo, thế nhưng mà chỉ cần lòng tự tin và con người của mình thì mình sẽ tự tin là mình sẽ thuyết phục được bạn nữ. Trong buổi ghi hình này, bạn nữ tin vào con người của mình thì hãy cho mình một cơ hội, thì để cho hai người cùng tìm hiểu lẫn nhau và đi đến được hôn nhân. Có thể trước đấy thì mình cũng giống các bạn ngồi ở dưới, thì mình cũng sợ khi mà phải lên một chương trình để tìm kiếm bạn gái, nhưng mà mình phải vượt qua được cái gọi là sự rụt rè trong bản thân, thì mình dám tìm kiếm. Thì có chương trình dẫn lối thì mình sẽ kiếm được một người phù hợp hơn. Một, hai bạn bấm mà chưa kịp đến luôn. Thật ra là em cũng hơi run trước khi ghi hình, thì em cũng có, tại vì hồi nãy em có một biểu diễn, một tiết mục âm nhạc, nhưng mà thật ra em rất là run lên, mà rất là hồi hộp lên, là cũng hơi bị lỗi. Nhưng mà thật ra thì sau khi ghi chân chương trình thì em thấy cảm thấy rất là vui, bởi vì cái chương trình này đã kết nối em với một bạn mà một nam rất là trưởng thành, và cũng rất là hợp vui với em, và cũng rất là cảm ơn chương trình ạ. Đối với em tới chương trình này thì cũng là hơi gấp gáp, nên cũng chưa chuẩn bị được nhiều thứ, thì cũng tại vì là công việc bận quá, thì em sẽ cố gắng là dạ sẽ có nhiều phần quà cho bạn gái để thay thế cho phần quà hôm nay. Chào anh. Chào em.
Thì hôm nay thì tới với chương trình gấp gáp quá nên là anh chưa chuẩn bị được món quà mang tới được cho em. Không sao, anh có thể mua đất cho em được. Nhưng mà món quà thì cả ngôi nhà hạnh phúc thì anh đừng để chờ sẵn ở nhà thôi. Sẽ nhờ cái mối lớn duyên của chương trình thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Thì mình cũng sẽ sắp xếp là công việc nó rảnh rỗi thì mời bạn gái xuống chỗ mình ở thì để cho biết được gia đình như thế nào, hay là cuộc sống sau này nếu mà về ở cùng nhau thì sẽ như thế nào. Dạ, em rất là thích cái tính độc lập và chín chắn của anh ấy. Em rất là đúng gu của em, hồi nãy em cũng đang tính một người rất là độc lập, chín chắn và biết tự lập và biết tự chăm sóc gia đình, tự chăm sóc bản thân. Thì em nghĩ là nếu mà bạn ấy có thể tự chăm sóc bản thân, tự phụ thuộc vào hết vào khả năng của bản thân mình thì em nghĩ là cũng có thể là một người rất là ok để có thể kết duyên ạ. Nếu mà các bạn đang muốn và chưa dám tham gia chương trình thì hãy thử đi. Cứ tham gia chương trình thì từ độc thân thì sẽ có người yêu. Cả ngôi nhà hạnh phúc thì anh đừng để chơi sẵn ở nhà thôi. Có dịp mà mời em xuống nông nai chơi thì anh sẽ hát tặng riêng nha. Bản thân em á, là em rất là thích tiền và rất là thích kiếm tiền. Đối với em tiền nó không quan trọng. Em thích bạn nam em giống như Lee Minh Ho. Chúng ta sẽ đến với cơ hội thứ hai dành cho hai bạn trẻ. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rất là duyên dáng và cả ái. Mời em. Chị mời em. Chào em tên gì? Em chào chị. Em chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào tất cả các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Linh. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang là nhân viên của tổng đài 1080 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta sẽ gặp bạn trai ngay bây giờ. Xin mời bạn. Xin mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lê Trọng Đại. Chuyên làm việc quan trọng. Lê Trọng Đại. Dạ. Tên nghề hoành tráng nha. Em chỉ làm việc hoành tráng. Còn chuyện nhỏ không làm hả? Không, chuyện nhỏ em có làm, chuyện nào cần thì em mới làm. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi luôn à. Em đến từ Vũng Tàu. Bên đây 26 tuổi đến từ Vũng Tàu và chuyên làm những việc quan trọng. Chị thấy em là một người rất là năng động, hoạt bát nè. Rồi do cái tính chất của công việc em đang đeo đuổi nữa. Thì chị thấy em là một người như thế này thì chị không tin là tại sao em chưa có người bạn trai cho mình mà phải tìm đến với chương trình của Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, thứ nhất là em là một fan rất là yêu mến chương trình. Thứ hai nữa là vì chưa tìm được những mẫu người mà thật sự hợp với mình. Thế thì cái mẫu người thật sự hợp với em là như thế nào? Dạ, em thích người bạn trai của em phải là người bề ngoài thì có thể rất là sôi nổi nhưng mà bên trong nội tâm thì phải rất là sâu sắc. Và bản thân em là em rất là thích tiền và rất là thích kiếm tiền, kiếm tiền một cách chân chính. Cho nên là em rất là thích người bạn trai của em phải có mục tiêu trong cái cuộc sống. Bên kia có mục tiêu gì để kiếm tiền không? Bên đây có một nhọt à. Không, đối với em tiền nó không quan trọng. Quan trọng là em thích. Em chỉ làm những điều mình thích. Có thể những công việc nó tốt mà tiền nhiều như em cũng không làm. Nhưng mục tiêu bạn bên kia muốn kiếm tiền, thí dụ bạn gái của bạn nè, hay là vợ của bạn, mục tiêu là kiếm tiền thì sao? Thì có thể nó không hợp lắm. Không hợp lắm. Không hợp lắm. Trước mắt chị cũng thấy là không hợp lắm rồi đó. Không thích người quá suy nghĩ về tiền nhiều. Không phải, em không phải là người mà có suy nghĩ về tiền nhiều. Mà suy nghĩ của em chứng tỏ là em muốn một người đàn ông mà mình có thể là nương tựa vào. Nói chung là tiền thì đúng là không có quan trọng nhiều bằng hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống không thể nào mà thiếu những cái nhu cầu cơ bản được. Em có một cái thần tượng của em, cái người mà em nghĩ là em thích thì sẽ là người như thế nào? Nếu như mà mẫu bạn nam mà em thật sự rất là thích là em thích bạn nam em giống như Lee Minh Ho. Mà không giống Lee Minh Ho thì anh ấy cũng có thể là biết cách ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Rồi biết quan tâm người khác, yêu động vật, có cơ bắp, thích tập thể dục. Có thể là thích nấu ăn chẳng hạn. Tại vì em là người rất là thích nấu ăn. Trời ơi, bên đây con chuột, chuột bạch. Không có cơ bắp. Sao tiêu chuẩn nhiều quá vậy? Em nghĩ cái đó tiêu chuẩn nó cũng cơ bản mà anh. Cơ bản mà, vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, vừa biết kiếm tiền, có cơ bắp,
Trời ơi, cũng hơi quá. Không đẹp trai nhưng mà cũng ưa nhìn, cũng ưa. Rồi vậy bây giờ cái gì điểm nào em không thích ở người đàn ông của mình? Em không thích người đàn ông hút thuốc, nhậu nhưng mà không biết điểm dừng, không chung thủy, rồi không thích người đàn ông ở dơ. Bạn gái của chúng ta rất là thẳng thắn, anh Linh đồng ý với em không? Rồi, rất là thẳng thắn. Tôi rất thích tính cách của bạn Mỹ Linh bên kia. Sao? Tiêu chuẩn của mình là như thế nào? Dạ thì em thích người phụ nữ mà người ta biết cái suy nghĩ trong cách đối nhân xử thế. Thì để là ai cũng thích người chung tình, đó là ai cũng thích. Nhưng mà xin hỏi bạn là bạn có yêu động động vật không? Dạ thực ra thì em cũng thích. Hồi trước nhà em có nuôi. Nuôi con gì? Dạ nuôi mèo và nuôi chó. Bạn thích con mèo hay con chó? Em thích con mèo. Thích con mèo hơn? Em tự mèo. Điều gì bạn không thích nhất ở người bạn gái của bạn? Em không thích nói nhiều càm ràm. Bên kia nói hơi nhiều á. Không nói nhiều nhưng mà không có càm ràm. Người ta chỉ nói đúng vô những cái gì người ta cần nói thôi. Không hề càm ràm. Không hề càm ràm đúng không? Rồi bây giờ để coi coi có giống Lê Minh Hu không nè. Lê Minh Hôm hơi mỏng ha. Rồi. Đâu em gồng lên coi. Có con chuột bạch chút xíu à. Bây giờ nếu mà bạn gái muốn mà có cơ bắp thì em có chịu đi tập thể dục không? Em đang đi tập mà tụi em bị mệt, em đau tay nên tạm dừng 3 tháng. Làm gì mà bị đau tay? Đi đá banh bị chật. Đá banh thì đau chân chứ đá banh đau tay. Té. Bị nứt xương. Bây giờ tay nó có hoạt động được không? Ok, được phải không? Bị tập lại. Khó gì vừa thôi bà Tường ơi. Đây đạt tiêu chuẩn quá rồi, ngon lành luôn. Phải, bên này khó lắm, bên này đòi tùm lum hết. Vậy à? Rồi được rồi, chị sẽ về chị nói thêm vô cho em nha. Hy vọng em sẽ thành công. Đẹp không chị? Trời cái gì vậy, câu đầu tiên hỏi là thấy sao, nói chuyện thì đẹp đẹp. Nhưng mà thua Lê Minh Hu, chị nói thiệt. Xin lỗi em mà rất được chứ đừng nói là được không chị. Tôi để xem nhiều bạn nha. Em chào anh. Được không? Chào em. Rất là xinh. Có cần em đứng lên quay không? Em đứng. Rất xinh. Tiêu chuẩn theo tôi là ok. Và bây giờ không làm mất thời gian của hai bạn nữa, hãy kéo rèm lên để chúng ta được nhìn nhau. Lê Minh Hu. Dù kéo em lên, anh thấy em là người như thế nào? Có đúng như những gì? Không ai, sức tự vận của anh từ nãy giờ. Dạ. Anh cũng, nếu mà anh xuyên tập thể dục thì em nghĩ chắc là anh sẽ có chuột và có sống dưới. Anh có thích đi du lịch phượt không ạ? Có, em thích đi du lịch phượt. Dạ, anh hiện tại đang sống chung với bố mẹ hay là ở một... sống với bố mẹ ở Vũng Tàu. Vậy thì nếu mà anh hẹn hò với em trên này thì làm thế nào? Thì từ Sài Gòn mà đi Vũng Tàu thì có 2 tiếng rưỡi đi xe máy thôi. À là anh sẵn sàng đi xe máy từ Vũng Tàu rồi. Kể trường hợp này em yêu cầu hoặc là em buồn gì là anh luôn sẵn sàng chạy lên. Hết giờ, nghe nói chuyện lanh vậy là biết rồi. Cơ hội dành cho các bạn chỉ có 3 tiếng đếm thôi. Sẵn sàng. Hồi hộp, chờ đợi, lo, khắc khoải. Suy nghĩ thật kỹ. 1 Hồi hộp của anh, nhanh. 2 3 Người ta đếm mới có 2 à. Mà anh Linh cũng kỳ đó, anh đếm lâu quá em hồi hộp muốn. Nôn cái gì mà nôn dữ vậy biết nữa. Đang cầm gì trên tay vậy? Đem số quà đi. Anh chị hả? Đúng. Là hỏi sơ mà có chuyện hết trơn. Trời lần đầu tiên mình cũng hỏi. Cũng màu. Trời chị cảm ơn em. Cảm ơn em. Trời tôi cầm cái này tôi rung rung luôn nội ơi. Từ xưa giờ các cặp đôi tặng quà cho nhau không? Lần đầu tiên mới có chàng trai tặng quà cho tôi. Mà anh tặng em nhiều giờ sao anh biết nhà em có nhiều người mà anh tặng nhiều giờ. Đúng đó không có. Đúng cái nào mà em thích luôn á.
thôi nắm tay đi, mình phải cảm ơn nắm tay, không nắm là chị nắm, chị cảm ơn à. Nắm tay chứ không phải bắt tay đâu. Bây giờ mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Hồ Hoài Bảo, quê ở Bến Tre, năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì Bảo? Dạ em làm nhân viên kho anh, xuất nhập hàng kho anh. Em làm ở đâu Bảo? Làm việc ở đâu? Ở quận 6 anh Nguyễn Linh. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hằng, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang làm thu ngân ở một nhà hàng ạ. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang chị. Quê Tiền Giang, Bến Tre là sát bên nhau quá ha, sát rạc à. Rồi bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em á là nấu ăn cũng khá ngon và em biết quan tâm người khác, thích làm người khác bất ngờ và có thể làm cho người khác chơi đùa cho người khác cười được. Hôm nay có chuẩn bị gì bất ngờ không? Quen hơi lâu thì em mới có thể bung lụa được. Rồi rồi. Rồi đó là điểm mạnh, vậy còn điểm yếu là gì? Em hơi nóng tính, em hay càm ràm nhưng mà ở chung hay này nọ kia em muốn là người ta cũng ngăn nắp giống em. Cũng hơi khó tính ha. Bên kia bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, làm việc có trách nhiệm. Điểm yếu là giặt đồ thì từng giặt lần để nó hơi nhiều nhiều xíu. Trời, em ghét cái đó cực kỳ luôn á chị. Để dục đại thì cứ tuần làm lần vậy ha. Còn tật gì nữa không? Hình như có ngái một xíu. Dễ thương mà. Mình định lập nghiệp ở thành phố luôn hay sao em? Dự định là lập nghiệp ở dưới quê chị. Đang phát triển tốt cũng lập nghiệp luôn thì về dưới quê. Tại vì nhà cũng có mình cha mẹ thì cũng muốn con ở gần cha mẹ. Nhưng mà lên đây thì tìm không khí, tìm cái gì gọi là cái tư tưởng, đi tìm tư tưởng á. Nếu mà được thì làm trên đây luôn. Mà tư tưởng được chưa? Bên chưa thấy. Em có muốn lập nghiệp ở thành phố hay là muốn đi về quê? Tùy nữa chị. Nếu mà ở đâu em có thể phát triển được thì em theo ở đó thôi. Nhưng mà bạn có nghĩ lúc nào bạn sẽ về quê giống như bạn bên Bến Tre này không? Dạ có anh. Gia đình em cũng là con một. Em nghĩ là không thể nào mà đi mà bỏ ba mẹ được. Cũng về quê luôn. Cũng xinh xắn duyên dáng. Nhưng tại sao lại chưa có bạn trai? Tại vì em không có tin vào tình cảm nữa chứ không phải là quê vậy. Ai làm em không tin? Em quen một thời gian thì em biết ra là người ta lừa. Dạ. Người ta lừa cái gì? Vậy có những người người ta có bạn trai rồi mà người ta... Thì bạn trai rồi. Em run quá. Thằng đó kỳ lạ. Quen bạn trai giờ còn quen bạn gái nữa. Kỳ lạ, đúng là lừa. Dạ run quá, em nhầm là có bạn đó gái rồi. Vì một người mà em không tin cả triệu người. Còn em sao em? Trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình anh. Mối tình đầu cũng như... Đừng có nói mối tình đầu, mối tình cuối nha. Tại sao chia tay? Quen nhau cũng... lâu rồi, 4 năm à, em cũng có dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Thương thật lòng. Bạn ấy cũng thương em thật lòng. Nhưng mà như có dự định mà đi xin á. Nói với em mà thôi kệ giờ em cứ đi đi, chừng nào về thì anh dẫn ba mẹ anh tiến tới dạ, để dạ. Dạ. Nhưng mà thấy em qua một thời gian mà thấy im ru. Rồi không có gửi thư, không có điện gì luôn. Có về có gặp mặt à. Gặp có nói gì không? Không. Em gái, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Nếu mà nói về hình mẫu á, thì có Lee Min Ho hoặc là Sam Yong Ki. Nhưng mà em gặp một người, nói chung em không quan trọng ngoại hình lắm. Em hơi ngắn một xíu nên em muốn tìm người yêu khoảng trên 1m65. Người đó phải biết ăn mặc một chút, không phải quá chạy chuốt nhưng mà nói chung là biết ăn mặc, biết sạch sẽ, tươm tóc. Đừng có ở dơ quá. Tuần giặt đồ chỉ lắm. Bên kia là hơi ở dơ rồi đó. Cái đó có giặt được rồi chị. Không, nhiều khi á, thường mà đồ mà để tuần là kinh nghiệm. Ví dụ để đó à, ngày thứ hai bộ đó, thứ ba bộ đó, thứ tư bộ đó, cái thứ năm móc là bộ thứ hai bận, thứ năm móc là bộ thứ ba bận bảy rồi mới giặt. À vậy là em quan trọng là có giặt đồ. Có giặt đồ, có giặt tuần đồ. Anh giặt lần là ngon lắm. Có người mặc một tuần chưa thay được nó chưa là giặt. Rồi ngon rồi. Rồi vậy đó là ngoại hình, còn tính cách. Hài hước, làm cho em cười được. Mà đừng có nói chuyện vui duyên quá nha. Ví dụ? Cái này chắc phải tiếp xúc lâu dài mới biết là có vui duyên hay không. Mở miệng ra thấy là lặng ngắt liền ha. Dạ. Tính cách là phải biết lễ phép, biết tôn trọng người lớn, thích trẻ con, quan tâm bạn gái, đặc biệt là đừng có vô tâm.
hơi lãng mạn một chút xíu. Đó, có sao bạn trai? Cao nhiêu? Cao ngon lành, bao cao. Tóc tai gọn gàng sạch sẽ không? Hơi bụi bụi chút xíu. Ăn mặc lịch sự không? Lịch sự nhưng mà hơi bụi bụi luôn. Cũng giống Hồ Hồ, Lê Minh Hồ. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Bạn bên cạnh có hút thuốc không anh? Không em. Nhậu sao? Nhậu được không? Nhậu hay nhậu bao nhiêu cũng được nhưng mà đừng hút thuốc. À vậy hả? Bạn nam thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào bạn trai? Trước giờ em cũng không biết mẫu người lý tưởng sao nữa. Thường thấy nằm mơ á anh. Mơ luôn. Thì thấy cầm tay cô dâu mà đó giờ chưa biết mặt nên không, wow, không biết không sao à. Có cầm tay cô dâu rồi? Có luôn. Có hôn luôn? Không, không thấy mặt rồi, thấy tới đó là giật mình nè. Nhưng mà giờ em muốn cái người em như thế nào, tưởng tượng thế nào? Em gái bên kia có chừng 50 trở lên. Mét tư được không? Cũng được. Được. Dễ thương. Da trắng được. Ăn mặc thì giờ thì em thì ở trên đây cũng dễ, mà miễn sao mà gặp gia đình người lớn thì biết cách ăn mặc kín đáo xíu, còn bình thường thì em vô tư. Vô mặt tư không được. Thôi cũng đừng quá hãng hèn quá. Nhưng mà em không thích bạn nữ mà tóc đỏ. Nhận tất cả các màu gì cũng được, đừng có màu đỏ. Sao vậy, màu đỏ tơ hên mà. Sao? À, đỏ tía. Cái gì mà cái gì màu đỏ? Nói sao em, chứ? Em thấy ở dưới quê, em thấy phụ nữ ai nhộm màu gì em thấy cũng đẹp. Nhưng mà sao em không thích màu đỏ nó lắm. Vậy chứ cái son màu đỏ em thích không? Đẹp. Hết hồn. Dễ thương lắm á thầy cô à. Sao ngồi em ẻo ẻo hoài vậy? Rung quá không biết làm gì. Chuẩn men không? Men thì. Men hả? Đã có nằm mơ thấy cô dâu rồi mà. Mà chưa có hôn. Lát hôn được không? Được. Bây giờ nếu được nào tiến tới hôn nhân? Em thì cũng ai cũng 27, chắc tìm hiểu từ 5 cho tới 5 rưỡi. 27 hả? 27 hay 37 hay 17 gì? Trời ơi sao ông kẹo kẹo hoài vậy ông? Bây giờ hôn có mấy cách hôn biết không? Hôn có mấy kiểu? Thì cũng... Rồi. Sao có một kiểu vậy? Thì sao? Từ môi không ra thôi cũng có một kiểu đó. Dạ em thấy thì cũng... Thì... mấy diễn đạt sao chị? Tóc tay để kiểu gì ngộ vậy? Hói chị là... Hói là máu. Người kia tôi thích hô hô mà Lý Minh hô đây mình không có hô. Lý Minh hói. Qua coi bạn gái sao? Chào gái Tiền Giang. Thấy nghe anh bên đây thấy sao? Chào, hiền quá. Anh hiền lắm. Anh ngồi anh cũng rung bệnh vậy đó. Hiền quá vậy sao làm em cười được? Trời ơi hiền mới cười đó. Bây giờ thấy mọi người cười anh không á chứ. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có nhiều người đâu. Đi hai người làm sao làm em nhiều đây cười được thì một người cũng cười được. Sao về Bến Tre làm dâu được không? Dạ cũng được. Cũng dạ, được. Cũng gần. Anh có thích lãng mạn hả? Dạ có. Ngày sinh nhật của em anh ấy sẽ làm như thế nào để lãng mạn? Em thích là bất ngờ nhưng mà không cho em biết gì hết. Được rồi, để anh nói anh cho coi. Bữa nào em rủ cổ vô một nhà hàng sang trọng, chuẩn bị bánh kem nhỏ nhỏ thôi, nghe nhạc rồi cái hôm nay chúc mừng sinh nhật em, nhờ cái người nào dưới bếp bưng cái bánh kem vô xong rủ cái đi về. Bên kia phải mạnh dạn lên nha. Dạ. Bên kia hơi nhút nhát quá đó nha. Rồi hôm nay mình đi với người thân không em? Dạ em đi với chị ở chung phòng với là người bạn thân của em. Rồi. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Qua chương trình thì nãy giờ thì em thấy anh này cũng dễ thương, hiền. Có thể là biết quan tâm, lo lắng cho bạn của em. Em thì theo quan điểm của em thì em cảm thấy là mẫu người có thể được nhưng mà tùy theo bạn của em nữa. Bạn gái kế bên. Có bạn gái kế bên có ý kiến luôn. Em thì có đi với hai người em họ với bạn của em. Em tên là Việt, em của anh Bảo. Bạn ở đây thấy cũng được á, xinh đẹp rồi. Bạn có vậy chứ anh Bảo anh ở ngoài anh cũng vui vẻ lắm. Sao lên đây anh buồn vậy? Chắc anh ấy luôn á. Anh với bạn thì cũng hợp á. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Tạo sự bất ngờ đàng hoàng nha. Bất ngờ, lãng mạn, vui nha, cười nha. Cho anh hỏi em thấy anh sao? Có người gửi cho anh đó mà. Dạ. Anh em cảm ơn. Không, nhiều khi anh cũng muốn tạo bất ngờ đó. Gần cuối sách về luôn cho bất ngờ. Anh thì ngoại hình thì nói chung là ok. Nhưng mà em thấy là anh hiền quá. Anh tại đây
đông khán giả quá anh nói chuyện không có được, thế anh cũng vui vui lắm. Cho anh nhận xét vậy em. Dạ. Nhìn thấy em dễ thương. Em cảm ơn. Em thường thích đi đâu nhất? Chỉ cần nếu mà thương nhau đi đâu em cũng thấy vui. Lãng nhưng mà em quá. Em thích đi xem phim. Em thích chỗ nào, biết chỗ nào lãng mạn không? Thấy ở quê em cũng nhiều chỗ lãng mạn. Ví dụ? Ở ngoài biển. Hả? Quê có biển hả? Dạ, Bến Tre có biển hả? À. Thích ngồi mà mấy cảnh sông mà ngắm mặt trời lặn á em. Dạ, em cũng thích như vậy. Ủa nhưng mà nếu mà hẹn hò phải chạy về tới quê em sao anh? Không có thì ở, cái đó là anh chỉ nói là ở dưới quê anh có nhiều cái vui á. Cái... Dạ. Còn trên đây có chỗ nào lãng mạn không? Chắc có nhiều ạ. À. Cuối tuần là anh rảnh, tất cả các ngày đó anh có thể dành cho em. Dạ. Còn em thì em thường rảnh Chủ nhật. À. Dạ. Hay... Bấm nút nè. Rồi sau này lấy nhau ai quản lý tiền bạc? Là nữ. Quan điểm của em á là em không muốn người chồng của em phải đưa hết tiền cho em. Nói chung là em muốn nghĩ về thể diện của bạn nam. Em không quan trọng cái chuyện tiền bạc. Miễn đừng lấy tiền đi đưa mà đừng. Không. Có bị đưa ôm không? À, không rồi. Đưa ôm là gì? Thì uống bia thì có người ngồi tiếp rót bia. Rót bia bình thường thôi. Có ai ai ôm ai? Ủa vô đó là mình ôm người ta hay người ta ôm mình? Người ta ôm mình quá trời. Hả? Người ta ôm mình thì mình trả tiền cho người ta hả? Thì thường nghĩ là con trai hay đi ôm á. Chứ mà theo em nghĩ là vô đó là ai ôm ai? Chắc là ảnh ôm người ta. Còn bên này thì nói người ta ôm mình. Nói chung là hai người ôm nhau. Đi ôm nó vậy đó. Có người này ôm người kia. Như bây giờ giải tỷ em ôm anh thì anh trả tiền em hay là anh ôm em là em trả tiền anh? Hai đứa phụ. Dễ thương lắm. Bây giờ chúng ta tự kiểm tra lại xem mình có bấm nút hay không. Bấm nút để chúng ta tiến tới một điều xa hơn nữa chứ không phải là bấm nút để chơi đâu nha. Cho em nói một câu được không ạ? Rồi nói. Rồi, đi, nói đi. Anh thì cũng không hứa chắc là có thể đem lại cho em giàu có về vật chất, nhưng mà anh có thể ở bên em những khi em buồn, và là người đầu tiên cầm chai dầu đến cho em khi em bị đau. Ủng. Cái câu trên thì anh nghe nhiều lắm rồi, cái câu sau nó lạ lắm. Đem chai dầu đầu tiên, đem chai dầu không có bỏ nhỏ chỉ bụng. Hay lắm. Câu này hay đó nha. Rồi, cố lên, suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau. Nhớ luôn luôn trong túi phải thủ sẵn mấy chai dầu nha. Và anh sẽ là người đầu tiên đưa cái thẻ xem phim này cho em. Thẻ xem phim của Cinebox 212 đi chiến thắng. Thông nhau cái gì hai bạn? Rất đẹp đôi. Một gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax là một phần quà của Kumagon. Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, nắm tay đi hai bạn, dẫn nhau đi hẹn hò, đi xem phim nha. Em không thích điều gì phụ nữ? Trang điểm hơi bị lố tính à. Đâm cái này được không? Vậy là lố chưa? Dễ thương quá. Có chai dầu không? Hả? Em đau bụng. Ngày mai các chàng trai của chúng ta sẽ mua dầu thủ trong bụng. Cái câu tỏ đi. Tình kiểu này có bổ ăn à. Hay đó, câu hay này hay à. Chất nó. Câu này tuyệt vời. Chúng ta sẽ nói hàng ngàn hàng triệu ngôn tình, nhưng mà cái câu ngôn tình hôm nay hay nhất đó là chai dầu. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Ám à. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mm.
Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào em gái bên kia bức màn. Và em chào tất cả mọi người trong trường quay. Dạ, em tên là Võ Vũ Khang. Em thì người Vĩnh Long. Em lên Sài Gòn được 3 năm rồi. Thì hiện tại công việc của em là nhân viên kinh doanh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em thì 27 rồi chị Tường ơi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào được. Anh bên kia và chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Triều Tiên, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giao dịch viên của phòng giao dịch Mobifone Long An. Mục đích của em đến đây ngày hôm nay là để tìm kiếm con rể cho ba má của em. Trời ơi, nhưng mà mình làm việc ở thành ở Long An luôn hả? Dạ, em sống và làm việc tại Long An. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em tự nhận thấy về bản thân mình đó, thì em không có quá nổi trội. Nhưng mà để lặn lội tìm một người như em thì cũng hơi khó. Em nấu ăn ngon, em có khả năng tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Biết quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là hát cũng hay. Nhưng mà nếu mà nhiều tài năng như vậy tại sao mình ế? Chắc tại vì cái nhược điểm của em là hơi kỹ tính với lại khó tính đó chị. Nên đôi khi hay nóng tính. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Do đặc thù công việc của em là em làm bên kinh doanh á, cho nên em quyết định có vấn đề thì em cân nhắc rất là kỹ. Và một khi em quyết định em cực kỳ dứt khoát. Cho dù cái quyết định đó là sai lầm thì em cũng không có quyết định lại. Và em sẽ xem như là một cái chi phí để trả cho việc quyết định sai lầm của em. Nhưng nếu như nó là một sai lầm quá lớn, một cái hậu quả quá lớn thì sao? Có những cái thì mình cần tôn trọng ý kiến của mình. Và nó làm những cái như vậy để mà sau này mình quyết định cái sau này nữa, thì mình sẽ rút ngắn được những cái sai lầm của mình. Chứ hôm nay mình quyết định sai rồi, ngày mai mình lại quyết định lại, sai rồi quyết định lại nữa, thì giống như bắt cóc bỏ dĩa như vậy đó. Mình không có cái tư duy nghiêm túc cho cái lối hành xử của mình. Rồi, còn những cái gì mà thuộc về khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì gần như là em không biết lãng mạn, em không biết nói những câu ngôn tình anh. Đâu có cần phải ngôn tình, như anh hồi nãy chỉ còn chơi dầu thôi. Thế đó là một cái câu mà rất là thật, chất phát, nhưng mà đi vào lòng người em à. Dạ. Không cần ngôn tình, đây chúng ta nói gì bằng trái tim của mình, không có cần phải ngôn tình nhiều lắm. Dạ. Rồi bây giờ thì mình nói chút xíu về đường tình của mình ha. Bạn gái em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi chị. Một mối tình ở thời sinh viên và một mối tình thì cách đây cũng hơn 1 năm rồi chị. Rồi 1 năm nay là chưa thấy ai? Dạ, 1 năm nay thì chưa. Ừ. Rồi bạn trai em trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường em thì nó cũng không có gì ghê gớm đâu chị, nó vẫn trải qua chỉ 2 mối tình thôi. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai mà em thích đó thì về ngoại hình thì cao khoảng 1m68 trở lên, người hơi tròn tròn tí để ôm cho nó thích. Gương mặt thì dễ nhìn, dễ mến là được rồi, đừng có đẹp trai. Đẹp trai giữ mệt lắm. Trời, còn gì phải giữ, người ta giữ mình chứ em. Con trai hay lăng nhăng hơn á chị. Đẹp trai là lăng nhăng hả? Dạ, máu cũng là vậy đó em, cái máu lăng nhăng là lăng nhăng hả? Đúng rồi, có nhiều người xấu lăng nhăng dữ lắm em ơi. Tính tình thì hiền lành, tốt bụng, có trách nhiệm, quan tâm đối với gia đình, biết lo làm ăn, biết quan tâm, chia sẻ, có một chút lãng mạn thì càng tốt. Bên kia không có lãng mạn, không biết nói ngôn tình. Không có cần phải nói những lời ngọt ngào quá, nhưng mà lâu lâu hay tạo sự bất ngờ cho người yêu của mình thì điều đó rất là tốt. Được không em? Dạ được chị. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu cô gái đưa ra? Bao nhiêu phần trăm? Về chiều cao thì em bo luôn cho bạn 2cm. Còn về cân nặng thì em nghĩ là em ổn. Ổn rồi. Còn tất cả những vấn đề khác thì em nghĩ nó không thành vấn đề. Rồi còn em yêu cầu như thế nào? Đơn giản thôi anh, em tìm một bạn gái thì cái điều kiện cần trước tiên phải là con gái chính hiệu thôi. Bạn yên tâm điều đó? Dạ. Ừ. Cái thứ hai là chắc chắn là 100% là chuẩn nữ. Trời ơi trời. Rồi gì nữa bạn? Dạ, cái điều kiện em cần nhiều luôn á chị, là trong cái lối sống đó, là mình phải hiếu đạo với gia đình cơ đó. Còn thứ hai nữa thì cao ngoại hình ngoại nhìn chừng 1m6 cho lên thì em nghĩ ổn rồi, không có 1m6 thì thấp xíu cũng chả sao, bởi vì em cao rồi cho nên em nghĩ là ổn. Em không thích điều gì phụ nữ? Dạ, trang điểm hơi bị lố tí anh, tức là hơi đậm quá đúng không? Dạ đúng rồi. Đậm cái này được không? Vậy là lố chưa? Dạ chưa lố. Chưa lố hả? Chứ sao mới lố? Lố là cái màu chị nó phải dễ cho lại, cái mắt phải dễ vậy. Ai đâu mà khùng mới dễ vậy, cái mắt đâu mà dễ vậy, môi đâu dễ vậy. Có vẻ là hơi gia trưởng đúng không? Dạ không chị, em người miền Tây em không gia trưởng đâu. Miền Tây gia trưởng mà sao thấy tùm lum yêu cầu hết trơn trời. Dạ thì mọi người hỏi em yêu cầu như thế nào thì em liệt kê đó thôi, chứ em đâu có nghĩ rằng là phải 100% yêu cầu đâu. Cái đó là còn điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Lỡ rồi nói dạ, luôn đi. Còn cái nhiều cái không thích nữa ta, là cái gì đó? À, xăm mình.
Bây giờ nếu mà cảm thấy hợp lý hết thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Năm nay em cũng 27 tuổi rồi, thì kế hoạch của em thì nó tầm kết hôn ở giai đoạn từ 28 đến 30. Mình cưới xong về mình định lập nghiệp ở đâu? Em thì em sinh ra lớn lên tốt nghiệp đều ở Vĩnh Long hết, và em đi làm ở Sài Gòn. Mà khi mà em khởi nghiệp thì chắc là em về quê em. Về Vĩnh Long? Dạ đúng rồi. Vĩnh Long em ở chỗ nào? Em ở huyện Châu Ôn. Rồi vậy là có làm dâu không hay là mình ở riêng? Dạ, cái việc làm dâu thì em nghĩ là nó không bắt buộc, nhưng mà em nghĩ là người vợ em ít nhiều gì cũng nên làm dâu. Cái việc làm dâu em định nghĩa ở đây không phải là làm dâu về để phục vụ cho mẹ em, nhưng mà làm dâu để biết được cái cách làm dâu như thế nào, sau này còn dạy cho con cái mà sau này nó làm dâu và hiểu được cái tình cảm, cái cảnh làm dâu như vậy, thì sau này lỡ có con trai có dâu thì thông cảm cho con dâu nhiều hơn, để hai vợ chồng là hai mẹ con á sống với nhau nó vui hòa hơn. Trời ơi, cho nên em nghĩ là người vợ em nên làm dâu. Thấy làm vợ em là cũng đã mệt rồi đó, làm dâu nữa chắc mệt nữa. Một chàng trai kinh doanh về nghề gì ạ? Suy nghĩ rất sâu sắc. Em là nhân viên của công ty khóa Việt Tiệp á. Khóa mà chắc lắm rồi nha. Chắc chắn. Để qua anh xem mình là nhà gái thế nào. Rất ổn định. Ừ, chào em gái. Bây giờ em nghe chàng trai nói ra em tưởng tượng thế nào? Em thấy anh là một người rất là sâu sắc, có hiểu biết, có trình độ. Em nghĩ em cũng thích cái mẫu người giống như vậy. Thích mẫu người như vậy. Mỗi chuyện anh nói anh phải có làm dâu luôn đó. Dạ, em không có khe vấn đề đó anh. Em tự tin. Có thể về Vĩnh Long làm dâu đúng không? Dạ vâng. Rồi, vậy ổn rồi. Người nào cũng lập luận rất rõ ràng. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ, em có đi với mẹ với lại chị. À, có mẹ với chị hả? Cho chị gặp mẹ em ạ. Chào MC Huỳnh Linh, chào MC Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả. Đây là mẹ của bé Tiên. Theo mẹ nhận thấy mà cháu bên này là cũng được, cũng lịch sự, cũng đẹp trai. Dạ. Nhưng cũng thấy cũng chín chắn. Còn về phần bé Tiên ấy con. Dạ. Nó tuy mặc dầu nó là con một nhưng mà nó rất là giỏi, biết tự lập từ nhỏ đó, ngoan, biết làm ăn, biết tính toán làm ăn. Dạ. Cô theo cô nghĩ là trước đây là tụi con lúc mà có đăng ký cái chương trình này á thì cũng đợi chờ lâu lắm đúng không? Dạ đúng. Theo cô nghĩ thì hai đứa nên cho nhau cơ hội. Thôi vậy đi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Vậy đi. Rồi, em đi với ai? Gia đình em ở quê bận á, cho nên không lên được, và nhà em cũng đơn chiếc. Cho nên em đi với những người bạn của em. Những người bạn này thì chơi chung với em phần lớn là cũng hơn 5 năm rồi. Rồi. Cho nên em nghĩ là ít nhiều cũng hiểu con người của em. Rồi, mời bạn. Mời bạn. Dạ, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em là Minh, là đồng nghiệp cũ với lại anh Khang đây. Thì về anh Khang á, thì về ngoại giao, về cái bên ngoài của anh, về kiến thức thì anh rất là ok. Thì về bạn nữ bên này anh Khang, thì khi bước vào là em đánh giá bạn rất là đúng theo cái chuẩn mà anh em mình ở nhà có trao đổi, là chuẩn có trao đổi trước luôn hả? Dạ, có trao đổi ở nhà trước, đó là người phụ nữ Á Đông. Thì nếu được thì hai bạn có thể là cho nhau khoảng thời gian thêm nữa để mình có thể tìm hiểu sâu hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ kéo màn lên, không gian này là của các bạn. Dạ. Các bạn có thời gian là 2 phút, kéo màn. Mời hai bạn. Anh có bó hoa gửi em. Dạ, em cảm ơn. Còn đây là quà của sếp anh. Thì thật ra cái ổ khóa này mình nhìn nó đơn giản thôi em, mà trái tim với lại hai con yên nhân thôi. Nhưng mà cái thông điệp của nó ghê gớm lắm, sâu xa lắm. Thì cái ổ khóa này này, cái thông điệp nó là khi mà mình xác định mối quan hệ với nhau á, thì nó sẽ khóa chúng ta lại, để một trong hai chúng ta khỏi phải bước ra cuộc tình này và ngăn cho người thứ ba nhảy vào luôn. Cho nên nó mang tính bền vững. Anh gửi em. Em hy vọng em có thể cùng anh sử dụng cái khóa này ở một cái chiếc cầu ở ngoài Đà Nẵng, gọi là cầu khóa tình yêu. Em thì công việc của em giờ giấc như thế nào? Hiện tại thì em sẽ làm theo ca. Một tuần thì em làm ca sáng, một tuần làm ca chiều. Một tuần và ca sáng, công việc ca có thể tự sắp xếp thời gian được. Anh thì nó cũng giờ hành chính thôi, mà thỉnh thoảng thì anh hay đi công tác. Nếu mà hẹn hò thì anh nghĩ hẹn ở đâu ha? Tại vì cũng hơi xa đó. Long An, bạn ở huyện nào ta? Em ở huyện Đức Huệ. Đức Huệ, anh biết Đức Hòa. Cách Sài Gòn khoảng 60 cây á anh. Đức Huệ là vùng nước phèn nhiều đó, trồng chanh không đúng không? Dạ đúng rồi anh.
chanh Đức Huệ thơm lắm. Mình được không? 60 cây rồi mình gặp nhau được như Tùng mấy lần? 60 cây thì sao ta? Nó cũng không phải là xa lắm đâu. Cái mục tiêu đặt ra là mình sẽ tối ưu hóa cái thời gian để mình sắp xếp mình gặp nhau thôi. Thì cái dự định của anh trong tương lai là sẽ về quê đúng không ạ? Nếu mà khởi nghiệp anh sẽ về quê. Thì trong bao lâu thì anh sẽ hướng về quê? Thật ra thì anh dự định là anh kết hôn rồi anh mới về quê. Tức là anh kết hôn rồi thì anh mới khởi nghiệp. Để có người giữ tiền cái đó chứ nếu không thì anh xài hết. Thì anh có chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Anh hả? Cho việc lập gia đình đó. Chuẩn bị cái đầu rồi. Rồi. Nãy giờ là coi như thấy Đức Huệ với Vĩnh Long xa quá cho nói thoải mái luôn á. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ là phút giây lắng động để suy nghĩ xem thật sự từ nãy đến giờ trái tim của mình có rung động hay chưa. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Hai người đã nhấn nút hẹn hò. Thấy cô Duy cũng hồi hộp phải cô hả? Nắm tay nhau đi hai bạn.